Sau Bắc Giang thì tỉnh Hải Dương cũng đã xuất khẩu lô vải đầu tiên đi Nhật Bản. Ước tính đợt này có khoảng 1,2 tấn vải thiều của xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà sang Nhật bằng đường hàng không và hứa hẹn mang lại nguồn thu rất lớn cho người dân. Từ 4 giờ sáng, gia đình anh Phạm Văn Giang đã dậy sớm để bẻ vải. Hôm nay là một ngày vui và đặc biệt với gia đình anh. Từ khu vườn này, quả vải thiều nổi tiếng của quê hương Thanh Hà sẽ được xuất thẳng sang thị trường Nhật Bản. Trong bối cảnh thị trường tiêu thụ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thị trường Nhật Bản mở ra không chỉ tháo gỡ khó khăn cho đầu ra trong vụ này, mà còn mở ra cơ hội để nâng cao chất lượng quả vải, cũng như nâng cao thu nhập cho người trồng vải Thanh Hà. Nhưng năm nay thì bà con những cái hộ mà làm theo chỉ dẫn hướng dẫn của Chi cục Bảo vệ thực vật thì rất phấn khởi, là lý do là dư lượng đã đạt và xuất khẩu cũng đã thành công. Đấy thì là bà con rất phấn khởi để cho cái tương lai sang năm nó mở màn ra một chiến dịch mới tốt đẹp hơn ạ. Năm nay bên cạnh thị trường truyền thống, trái vải Hải Dương chinh phục thêm hai thị trường mới rất khó tính là Nhật Bản và Singapore. Niên vụ năm nay, quả vải được ngành nông nghiệp Hải Dương giám sát thường xuyên và lấy mẫu kiểm tra nhiều lần trước khi xuất khẩu đều cho kết quả tốt. Giá bán vải sản xuất theo quy trình sạch và được chứng nhận như VietGAP và GlobalGAP luôn cao hơn từ 10 đến 15% giá các loại vải khác trên thị trường. Đến tại thời điểm ngày hôm nay thì quả vải tươi của Hải Dương chính thức được xuất vào Nhật Bản. Năm 2020 thì lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo rất quyết liệt với ngành nông nghiệp theo cái hướng là sản xuất sạch, an toàn. Có lẽ năm nay thì mới thấy một điều rằng là nếu cái sản xuất sạch, an toàn thì yên tâm một cái đầu ra và giá không thấp. Hải Dương đã chọn ra được một cái bộ thuốc để phòng trừ các loại sâu bệnh chính ở trên vải. Và cái thứ hai là tổ chức hướng dẫn bà con sử dụng đúng thuốc, đúng cách, đúng nồng độ, đúng liều lượng. Thì đây là một trong những cái mà vừa rồi là Hải Dương đã làm được để làm sao tổ chức được cái việc này. Nghe chúng ta nói thì có vẻ là nó một cách nó rất là đơn giản, nhưng mà thực ra đây là một quá trình phải nói là tổ chức sản xuất mà tỉnh Hải Dương vừa rồi đã làm rất tốt thì chúng ta mới có thể đạt được cái chất lượng, đặc biệt là vấn đề là giải quyết được sâu bệnh cũng như là đạt được cái vấn đề an toàn thực phẩm mà bên Nhật Bản yêu cầu. Tỉnh Hải Dương có khoảng 10.000 hecta vải, sản lượng năm nay khoảng 40.000 tấn. Tính đến thời điểm này, quả vải Hải Dương đã mang lại nguồn thu ước trên 1.100 tỷ đồng, trong đó vải Thanh Hà thu được khoảng 900 tỷ đồng.